Theo tin tức số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 8 cả nước nhập khẩu 4.300 ô tô, kim ngạch hơn 98 triệu đô la Mỹ, tăng 21,64% về lượng và tăng 18,85% về kim ngạch so với nửa cuối tháng 7 năm 2023. Dòng xe nhập khẩu nhiều nhất là ô tô từ 9 chỗ trở xuống với 3.898 xe, kim ngạch hơn 79 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 90% về lượng và chiếm hơn 80% về kim ngạch nhập khẩu ô tô cả nước. Tính chung từ đầu năm đến nay, cả nước nhập khẩu hơn 84.000 ô tô, kim ngạch hơn 1,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 3.747 xe so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá trị giảm hơn 100 triệu đô la Mỹ. Thái Lan tiếp tục dẫn đầu thị trường nhập khẩu ô tô của Việt Nam với hơn 36.000 xe, giá trị 762 triệu đô la Mỹ. Indonesia đứng thứ hai với 29.498 xe, giá trị 399 triệu đô la Mỹ. Đứng thứ ba là Trung Quốc với 6.420 xe, giá trị 250 triệu đô la Mỹ.